Hiện tại thì mình đang ở rìa của quần thể sinh thái Tràng An. Hôm nay mình sẽ tiến hành test cái bộ kính Freewell phiên bản hàng hiệu giá rẻ hơn 1 triệu ấy. Thì bây giờ mình sẽ vào trung tâm của khu quần thể để kiểm tra. Bởi vì bên ngoài rìa này thì nó không có đủ yếu tố. Ở bên trong trung tâm của quần thể sinh thái Tràng An, nó có đầy đủ núi, sông, nó có mặt nước, nó có những cái lóa từ ánh sáng mặt trời. Hôm nay là ngày rất gắt, rất đẹp. Để test cái bộ kính này mình sẽ test được tất cả 6 cái luôn. Mình sẽ vào trung tâm của quần thể sinh thái Tràng An nhé. Thì như đã nói, hiện tại mình đang ở rìa mà, mình sẽ tiến hành phi ra đấy ngay lập tức. Và sau một hồi phi xe với tốc độ hủy diệt từ phần ngoài của quần thể danh thắng Tràng An, thì bây giờ thì mình đã đi vào trung tâm của quần thể danh thắng Tràng An. Và cái thời điểm bây giờ thì là 11:25. Nó rất thích hợp để mình test cái bộ kính này. Bởi vì sao? Mình sẽ giải thích ngay sau đây. Trong cái video lần trước thì mình có nói về cái quy tắc 180 độ khi quay video ấy. Nhưng mà khi phân cực bằng các ống kính lọc phân cực thì nó có quy tắc khác, gọi quy tắc 90 độ. Quy tắc 90 độ là gì? Quy tắc 90 độ là khi bạn quay bằng những ống kính phân cực lắp thêm cho phụ kiện camera, máy ảnh cũng như flycam. Nói cho một cách dễ hiểu nhất nhé, còn các cái tài liệu khác thì nó rất là lòng hoàng và nó rất là khó hiểu. Theo cách giải thích của mình ấy, quy tắc 90 độ đối với kính lọc phân cực ấy, là cái hướng quay của camera nó sẽ tạo với mặt trời một góc 90 độ. Khi đấy cái bộ kính lọc phân cực của chúng ta sẽ hoạt động một cách tối đa, nó sẽ lọc một cách tốt nhất, nó sẽ loại bỏ những cái lóa từ mặt nước lên một cách tốt nhất. Mình chọn cái thời điểm đấy bởi vì như các bạn xem trên cái mẫu của mình dưới đây đấy, là khi từ 11:30 cho đến 12 giờ hơn ấy, thì mặt trời nó đang tạo với mặt đất một góc 90 độ, nó đang thẳng lên trên luôn, và cái ngón tay trỏ của chúng ta ấy, đang chỉ thẳng mặt trời bằng ngón tay cái chõi ra 90 độ. Đó chính là những cái hướng mà chúng ta sẽ quay và chúng ta sẽ test ngay bây giờ. Và mình chọn cái thời điểm này là để dễ dàng nhất, lúc đấy mình chỉ cần bay flycam song song với mặt đất thôi thì cái hiệu quả phân cực của nó đã phù hợp với cái quy tắc 90 độ rồi. Đấy là lý do tại sao mình chọn cái khoảng thời gian này. Và mình hôm nay là một ngày nắng rất là đẹp, thế nên là ok, chúng ta cùng bay thôi nhỉ. Các bạn hãy xem những cái video của mình test trên màn hình nhé, và mình sẽ ghi rõ những cái loại ống kính lọc mà mình sử dụng cho flycam trong từng khung hình khác nhau. Có thể các bạn nhìn qua những cái loại ống kính đấy, các bạn có thể chọn cho mình cái phù hợp, các bạn có thể mua lẻ những cái phù hợp cho bản thân mình. Ok, các bạn cùng xem video nhé. Nếu có theo dõi cái video kỳ trước của mình ấy, thì mình đã hướng dẫn cách lắp cái kính lọc dành cho Mavic Air vào như thế nào, tháo cái phòng vòng bảo vệ của nó ra làm sao, và lắp cái lens, cái kính lọc mới vào như thế nào thì mình đã hướng dẫn trong video lần trước, mình không nhắc lại nữa. Nhưng với cái kính lọc NDPL này ấy, đây là kính NDPL32 các bạn nhé, thì nó sẽ cần thêm một số thao tác nữa, bởi vì là nó không chỉ là giảm tốc độ màn chập thông thường mà nó còn là thêm chức năng phân cực nữa. Và nó, trọng lượng của nó là 1 gram. Chính là vì cái chức năng này, bởi vì nó có thêm một cái vòng benzen. Thì các bạn đã thấy một cái vòng benzen ở trên đầu này, nó xoay được và nó có tác dụng chính là phân cực. Tác dụng chính thì như thế nào? Có nghĩa là mình vừa giải thích với các bạn rồi đấy. Hướng ngón trỏ về phía mặt trời và ngón tay cái chĩa về cái hướng cần quay ấy. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa, chúng ta sẽ quay các cái cảnh vuông góc của mặt trời, chính là những cái cảnh mà drone sẽ bay xung quanh như thế này này. Đấy, bay xung quanh như thế này, nó sẽ quay. Và cái lens của nó sẽ hướng thẳng về phía vuông góc, đúng không? Vuông góc kìa. Mặt trời đây nhá, đấy nó sẽ quay xung quanh này thì nó đều vuông góc. Mặt trời chính là cái hướng ngón tay cái mình chĩa lên, hoặc là ngón tay trỏ chĩa lên như thế này. Chúng ta có thể hình dung được thì bây giờ tác dụng phân cực của nó là tối đa. Nhưng chúng ta có thể giảm bớt cái độ phân cực của nó nhờ cái vòng benzen này. Đấy, là cái vòng này này. Và cái điểm trắng trắng này này. Điểm trắng trắng này nó là mấu chốt để chúng ta chốt cái lượng phân cực mà chúng ta muốn. Chúng ta có muốn tối đa hay không? Chúng ta có muốn chỉ phân cực một phần để tạo nên cái vẻ tự nhiên lấp lánh của cái nước dưới ánh nắng một phần nào đấy, hoặc là chúng ta muốn tập trung vào chủ thể là những đàn cá ở dưới sông chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phân cực một cách tối đa để nhìn thấy cái nước nó trong suốt. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng cái phòng phân cực nhé.
Đầu tiên chúng ta sẽ hướng cái drone của chúng ta về phía trước. Bây giờ thì mình chưa test bởi vì cái điện thoại của mình thì đang dùng để quay rồi. Mình chưa cắm vào đây để kết nối bật cái app DJI Go 4 lên. Thì bây giờ mình sẽ chĩa cái con drone về cái hướng mà mình muốn quay. Bây giờ nhá, mình nói bây giờ ấy, đã đang là 12 giờ thì nó là một cái khoảnh khắc rất là đẹp rồi. Quay xung quanh đều được hết thì nó đều phân cực là cái mức tối đa của nó rất đẹp. Nhưng những thời điểm khác ấy, thì có thể ánh nắng mặt trời nó ở hướng này, hướng kia hay hướng kia, hướng kia. Các hướng này, hướng kia ấy, xung quanh đây này. Thì chúng ta sẽ cần phải chĩa camera về đúng cái hướng ánh nắng lấp lánh mà chúng ta cần phải phân cực. Hoặc cái thảm thực vật mà chúng ta phân cực, mình đã nói ở những cái video trước rồi. Đây, đầu tiên, bước thứ nhất, tay cầm drone để trên đùi. Bước thứ hai, lấy tay giữ vào cái gimbal này. Các bạn nhớ nha, giữ nó bằng một lực nào đấy thôi. Sau đó, cái điện thoại của các bạn sẽ để trên đùi này nhá. Cái điện thoại và cái tay khiển để trên đùi, bật sẵn lên. Tiếp nữa các bạn nhìn vào cái video tiếp theo, mình chèn lên các bạn sẽ thấy. Thì các bạn sẽ xoay cái vòng benzen này. Đấy, các bạn xoay ở đây này. Xoay nó cho đến khi nào mà các bạn muốn cái độ phân cực. Vì lúc đấy các bạn để ý lên bầu trời này và mặt nước, nó sẽ thay đổi, nó sẽ biến đổi theo cái mức độ xoay của chúng ta. Các bạn muốn dừng ở điểm nào thì các bạn dừng lại và bay thôi, cứ thế bay thôi. Chúng ta quay chán được cái hướng đấy đi. Còn nếu mà các bạn muốn chuyên nghiệp thực sự ấy, thì các bạn sẽ hạ cánh drone xuống. Quay về hướng nào thì phải hạ drone xuống và chĩa về hướng đó, xoay vòng phân cực. Tiếp theo quay về hướng khác, lại hạ cánh xuống và chĩa drone về hướng khác. Phân cực thì đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho drone bay trực tiếp lên để xem một cái vùng phong cảnh của Tràng An các bạn nhé. Và cái tiêu đề, cái phụ đề ở phía bên dưới của video ấy, của mỗi video sẽ là cái thông số của flycam mà mình cài đặt. Sau một gần một tiếng để chớp lại cái khoảnh khắc test cái bộ kính lọc của Freewell này, thì mình đã thực hiện xong cái bài test và mình cũng đã để lại tất cả các video hướng dẫn của từng loại kính lọc một. Hy vọng là các bạn sẽ chọn được một loại kính lọc phù hợp với bản thân mình. Nếu cảm thấy video hữu ích, like và subscribe, follow ủng hộ kênh của mình liên quan đến drone Mavic Air và các loại drone khác. Mình sẽ làm review cũng như mình cũng sẽ làm các cái video du lịch liên quan đến drone, các cách thức bay. Video của mình đến đây hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn. Mình là Lơ của kênh Lơ Máy Bay.